Từ trước đến nay, các chiến sĩ luôn mang bên mình vẻ nghiêm trang cũng như sự nghiêm túc trong công việc và nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, ngoài những giờ phút căng thẳng đó, thì các anh lại là những người vô cùng đáng yêu và hài hước. Mới đây trên mạng xã hội có chia sẻ một đoạn clip vô cùng dễ thương về các chiến sĩ vui đùa ở công viên của thiếu nhi. Cụ thể trong đoạn clip là hình ảnh những chiến sĩ trong đoàn nghi lễ vẫn còn mặc trên mình bộ lễ phục vì vừa làm nhiệm vụ xong thì đi ngang qua khu vui chơi liền ghé qua vào nghỉ ngơi. Thế nhưng bên ngoài thể xác to lớn có phần nghiêm túc đó lại là những tâm hồn trẻ thơ, hồn nhiên thích vui đùa, không ngần ngại các anh rủ nhau vào đó chơi bạc nhúng. Có lẽ lâu rồi các anh chưa được quay lại những khu vui chơi như này, đùa nghịch cùng bạn bè một cách thoải mái như vậy. Các anh thay phiên nhau chạy vào chơi đủ các trò chơi, nhún nhảy với đủ các kiểu dáng vô cùng đáng yêu, những tiếng cười giòn giã vang lên. Sau những giờ làm việc căng thẳng, lượt vui đùa như vậy thật thoải mái biết bao, qua những hình ảnh đó mới thấy được các anh chiến sĩ thực sự đáng yêu và rất là dễ mến.